to, tại vì làm trước đây nó lâu rồi á, thì nó ăn uống nó cũng hơi khó, với lại nó bị trong răng bị tụt á, nó hỏi lợi ra nên chỉnh thay. Lại thì có chương trình là thay răng sứ kim loại miễn phí, thay bằng sứ kim khô. Em đây từng làm bên này, bạn chị làm chung, chị thấy đẹp nên giới thiệu chị qua đây chị làm thử. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa Ân Tâm. Thì ngày hôm nay chị Na đã quay trở lại sau 3 ngày gắn răng tạm. Như chị Na chia sẻ là chị Na biết đến Nha Khoa Ân Tâm thông qua bạn của chị. Thì khi mà chị tới và chị nhận được cái chương trình là thay răng sứ kim loại qua răng tàn sứ hoàn toàn miễn phí, thì chị Na có thấy bất ngờ hay không? Đó, thì bác sĩ tư vấn thì chị cũng nói là bất ngờ luôn, chị được thay 4 răng sứ kim loại á bằng răng tàn sứ. Thì sau khi mà chị Na đã được thay và trải nghiệm dịch vụ, thì chị Na có thể cho bên em xin một chút cảm nhận của mình được không ạ? Về dịch vụ của mình á, thì bác sĩ tư vấn với lại các bạn tư vấn rất là tận tình, rồi tư vấn kỹ lưỡng với chị, cho chị phải về suy nghĩ kỹ đi, rồi làm cũng như là bên răng chưa suy nghĩ kỹ, rồi chị đến tư vấn 2 lần rồi mới bắt đầu làm. Người bác sĩ làm nói chung là rất là nhẹ nhàng luôn, không có đau gì hết. Chị Na cho em hỏi là mình có ưng cái form răng mới nè, cũng như là cái màu sắc răng mới không chị ha? Có em, thì cũng đi tới lui chỉnh, chị cũng chỉnh 2 lần á, thì bác sĩ chỉnh là hiện tại là hàm răng chị giờ chị rất là ưng luôn. Thì sau khi mà mình đã hoàn tất xong cái bộ răng của mình, thì chị Na có thấy là bên em có làm đúng chương trình cho mình không, hay là có phát sinh thêm chi phí gì không chị ha? Không em, cái chương trình mà bác sĩ tư vấn với lại các bạn tư vấn như thế nào thì làm đi cho em, các bạn không có phát sinh chi phí gì. Thì có rất là nhiều khách hàng cũng đang xem kênh YouTube của Nha Khoa Ân Tâm, nhưng mà họ nghe cái chương trình thay sứ này họ cũng cảm thấy là không biết là có thật hay không, hay là nó như thế nào đó, thì chị có thể chia sẻ cho mọi người biết. Thì chương trình này nên mình tư vấn như thế nào thì làm như vậy, đảm bảo cho các bạn là không có bị phát sinh bất kỳ cái phí gì nữa nha. Thì sau khi mà thay qua răng tàn sứ á, thì chị Na có thấy là mình cảm nhận nó thoải mái hơn răng sứ kim loại cũ hay không? Có, em nói chung là răng tàn sứ là này chị thấy nó rất là nhẹ, nó không có bị nặng nề giống như cái răng lực trước nữa. Còn màu sắc dáng răng thì chị rất là ơn, chị không có cảm thấy bị vướng gì nữa. Chị Na cho em hỏi là lúc trước thì răng sứ kim loại của chị Na nó gặp vấn đề gì, tình trạng gì mà chị lại quyết định là mình muốn thay qua răng tàn sứ? Màu răng với lại cái dáng răng lúc đó làm á, chị cũng lần đầu tiên làm nên là chưa có ưng mấy, đường màu răng nó hơi vàng, cái răng nó hơi thô hơi to, và cái chân răng á của loại kim loại thì nó hơi bị đen hơn với lại cái loại răng mà tàn sứ chị đang làm. Chị Na ơi, mình là người đã trải nghiệm cái dịch vụ của bên em rồi, thì không biết là chị Na có thể chia sẻ cho mọi người, nhất là những vị khách hàng mà đang sử dụng cái răng sứ kim loại giống như chị Na đã từng mang, thì họ cũng băn khoăn và cũng mong muốn là muốn thay qua răng tàn sứ. Thì sau khi mà chị đã trải nghiệm dịch vụ rồi, thì không biết là chị có thể có những cái lời chia sẻ nào dành cho mọi người được không ạ? Sau khi thay răng thì chị cảm thấy rất là tự tin hơn so với cái răng cũ, cười nhiều hơn so với răng cũ được như mọi người, nên là mình đến Nha Khoa để cho các bạn tư vấn cho mình, nếu mà mình ưng ý thì mình đã làm được. Chị ở đây chị đã trải nghiệm rồi, chị đã từng làm rồi, thì chị hết sức là yên tâm khi đặt mình tên vào ân tâm. Nha Khoa Ân Tâm cảm ơn chị Na đã trò chuyện với Nha Khoa trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn chị. Kính thưa quý vị khách hàng, Nha Khoa Ân Tâm lần đầu tiên thực hiện chương trình trao tặng giá trị vàng 102 dành cho tất cả các vị khách hàng đã từng làm răng sứ nhưng chưa đạt được độ thẩm mỹ mong muốn, hay những trường hợp đang phủ răng sứ nano hoặc bọc răng sứ kim loại đã đều được trợ giá hoàn toàn chi phí, thay đổi thành răng tàn sứ Zirconia. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng có thể để lại bình luận phía bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Facebook và website Nha Khoa Ân Tâm nhé.